anh em chào anh em trở lại với cái kênh mình nhé thì hiện tại rất nhiều anh em chơi một game tài xỉu bịp ấy thì các bạn bị soi sau đó bạn thua nói là đen nhưng mà bạn trước khi chơi một con game thì mình đây là cái kinh nghiệm đầu tiên mình chia sẻ với anh em này đó, trước khi chơi các bạn phải tạo hai tài khoản nha trên hai máy khác nhau xem kết quả nó giống nhau hay không này bởi vì rất nhiều con game là máy một đây là mình cho là máy một nha đây là máy hai nha máy một và máy hai có kết quả hoàn toàn giống nhau cùng một linh tài cùng một con game nhưng mà kết quả nó khác nhau thì khác gì các bạn đang chơi về máy đâu các bạn đang chơi về máy thì các bạn chỉ có thua thôi cái thuật toán nó đang chơi về máy nghĩa là cái tiền nào tiền thật đấy thì nó sẽ cho thua tiền nào tiền tiền ảo à ấy nó lại cho thắng chứ từng lượng tiền này chưa chắc là tiền thật 100 phần trăm đâu anh em nha bởi vì có tài khoản của nó nó thuê nhân viên nó về nó tự đặt được mà anh em đúng không em nhiều lần là nhiều là nó sẽ cho những cái thằng nào tài khoản ảo à ấy thì nó sẽ cho về một bên nhưng mà con game này nó có hay nó không có cân kèo anh em trò toán bài nó rất nhiều em biết rồi thì mình không nói rồi nhưng mà nhiều con game mà có không cân kéo ấy nhiều lúc các bạn muốn đặt một hai dây cuối các bạn muốn đặt là đéo được đúng không? nhưng mình con game này mình một hai dây cuối mình đặt vẫn được mà thì lúc đấy nó mình sẽ đỡ bị soi hơn em công nhận điều đó với mình không nhưng mà chơi gì như vậy thôi là đéo hay này đéo cách đéo gì thẳng nó đâu đây này một hai dây cuối mình đặt thôi thì đỡ nó soi hơn một này một và ra sáu này chịu rồi đôi ôi ngón bắt đầu ngon rồi này và trước khi chơi anh em phải biết những cái cầu nó hay về của mỗi con game nó khác nhau nha. Những cầu game này ấy, nó những cái cầu này hay về này, cầu 11 một một anh em này. 11 một một nghĩa là tài xỉu, tài xỉu, tài xỉu. Nó có thể về, về 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 nhiều sau này nha, có thể về hai lần, có thể về một lần, nha anh em tùy nha. Hay là cầu đó là một cầu là cầu 22 này anh em này. Tài tài xỉu Tài tài xỉu xỉu. Đấy, hoặc là ngược lại xỉu xỉu tài tài, tài nha. Đó, cầu 22 là cầu 33 nữa anh em này hai cầu 21 này, 21 này và cầu 1212 nha. Hai cái cầu này nó ngân lại giống nhau thôi nha anh em. Hai cái cầu đó là cầu chuỗi tả đấy chịu mình dãy. Như ván này mình đang đoán là cầu đó là cầu 2121 đấy anh em. Có thể nó về có thể nó không anh em ơi. Nhưng mình đoán thôi. Mà trong trường hợp cầu xấu thì các bạn có thể tham khảo đến cầu đối xứng hay là đọc cầu xí ngầu. Các bạn có thể xí ngầu 2, các bạn cộng thêm từ từ nha tí là mình sẽ nói luôn. Khi nào cầu xấu nha, Cầu đang đẹp thì việc gì các bạn phải đoán cầu xí ngầu làm gì Ôi dồi 541 đen thế 54 mình tưởng thắng chắc rồi chứ Như vâng ván này cầu xấu thì đéo biết cầu ba, ba hay cầu gì này Chưa có cầu cụ thể mình đọc cầu xí ngầu thôi Mình đọc cầu xí hai vì xí hai đỏ ấy Đỏ thì mình sẽ hên thôi Cái này này 5 này, 5 cộng 10 Là 15, 15 Chẵn đấy đúng không, 15 là lẽ Lẽ thì mình sẽ đặt xỉu nha Còn chặn thì mình sẽ đặt tài nha ơi Nhớ điều đó cho mình nha lẽ đặt xỉu thôi Và chơi thì mỗi ngày mình khuyên anh em rằng đó là khi chơi phải tâm lý thoải mái nhất Bình tĩnh nhất và đương nhiên chơi thì đừng có tham ăn to Mỗi ngày các bạn cứ ăn non ăn non mỗi ngày thôi May ra còn ăn được nó Chứ còn mà các bạn cứ tham ăn to mình nghĩ là trước sau thì các bạn ra đảo thôi à Mỗi ngày thì mình chỉ ăn tầm 5 đến 10 mê thôi thì thắng thì các bạn nghĩ đi Chứ việc gì các bạn phải tham tham là gì anh em ơi Vì hầu như ai ai chơi cũng muốn tham anh em Nó tham chỉ có toang thôi à Không có chuyện ăn nó đâu nên em chơi phải bình tĩnh đi anh em ạ à. đừng có vội vàng mang cái đồ nóng vào chơi má thua mé rồi tôi đeo coi nữa Ô thắng mà trời ơi con sáu vẫn thắng đi anh em ơi đúng là xí ngầu này đúng rồi xí ngầu này đúng rồi nha xí ngầu hai là sáu này. mười bốn mười bốn nó chậm, <laughs> chậm mình sẽ tài. <laughs> tài nha như ván này nhiều anh em là cứ đoán là xỉu thì đúng không nghĩ là đoán chuỗi xỉu nhưng mình đã đọc theo cổ xí ngầu rồi thì mình sẽ đọc cổ xí ngầu thôi nha yeah, ngầu nó đoán đúng mà xí ngầu hai cộng cái trên ví dụ ra chẵn thì mình sẽ đặt tài thôi cứ từ từ thôi anh em ơi Trời ơi, nó về ấy tiếp anh em kìa khó thế. 631 đen thế nhỉ. Thua xíu thôi anh em. Căng rồi thế là cầu à. ấy nó không được rồi, cầu xí ngầu này không đúng rồi, thành ra thôi, ra chơi 10 đến 5 đi. Đen thế trời. Cầu cầu 2121 đấy anh em nhỉ. Có thể không ta? Mục tiêu của mình là hôm nay ấy, là tiền thắng đó là bao nhiêu mình là thắng tầm 20 đến 50% số vốn của mình thôi với từng này thì mình trần đầu tiên vốn mình tám mê ấy, nhưng mà đầu tiên mình đánh theo kiểu là đánh 500 một mê ấy, anh em xem nó có hên không nhưng mà mình cảm nhận là lúc đấy mình xuống còn 7 73 mê ấy, là thua 8 mê 7 mê đấy anh em nhưng mà sau đó mình đánh thắng lại thì thôi mình nốt quay video để cho anh em bởi vì khi quay video mình sẽ giữ được bình tĩnh hơn đấy anh em nhưng mà không ngờ nó vẫn thua anh em vào quay video cái tháng nó vẫn đầu sau đó thua thua vẫn bây giờ thua lại rồi bây giờ vẫn chưa thua đâu Đà, đạt đặt có kết quả lần này đâu anh em Lần nghĩa đầu tiên mình phải đánh từ tiết xem là hôm đó mình có hên hay không và mỗi ngày mình đánh 5 đến 3 phút thôi bởi vì mình đánh càng nhiều chi phí một lần đặt mình càng to mà bởi vì mình đặt hai mê mình, mình có phải được full đâu mình sẽ bị mất một số chi phí mà anh em ơi toàn rồi ôi thắng mà trời ơi ba 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 mà vẫn ra sáu ngon thế ngon thế anh em ơi trăm này Tâm này này anh em ơi trăm này đấy thắng vãn được cái nào Tháng ván là thì ngon nha Tháng ván này nữa thì ngon này Tháng 3 mê đấy anh em Tháng 3 mê là ngon rồi Đéo cần nhiều thôi anh em Đừng có tham ăn to Bởi vì ví dụ các bạn để biết vấn đéo là nó cho ăn không anh em ạ đéo biết nó có túng không anh ạ toang rồi ấy. Ah, à, tem thế trilho. Ván này thắng cái nó nghĩ luôn nha anh em ơi. Nhưng mà đéo thắng được anh em. Lúc này mình đáng cái ván kia mình thắng được mình nghĩ đấy. Mà có thắng đéo đâu anh em. nên xui chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Thắng thì mình gáy thôi. Đéo thắng thì chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Mỗi bên cũng một tí một tí. Má game này nhiều người chơi thật sự bên này một tí luôn này. Căng thế ta Bên này mình đoán là mình phải ăn tài đấy Nếu mình đánh Sai đó anh em Thấy không Vẫn đại nó đéo đúng đâu Mình đọc cầu các kiểu cầu này Cầu 11 mình đoán như vậy này Nhưng mà nó đéo đúng này anh em ạ Cho là ra 6 cũng thua mà À, nó đen thế nhỉ Chịu quá 59 là 14. 14 là tài đấy. Cậu này cậu hai hai Đấy anh em ơi. Cái bên nó có về không đây chứ. Nó về thì ngon đấy. Tao nó đéo về thì chịu thôi nha. Game nên xui mà. Biết thế đéo ở trước được anh em. Đúng không? Không thể nói trước điều gì với hên xui được đâu. Đéo biết như nào ván này mà lần đây anh em ạ Cũng cái đôi khi nghĩ luôn lên Cái đéo mình tham ấy, anh em ạ Cảm nhận đéo ăn được to ấy. Đấy rồi thôi nghĩ anh em ơi Thôi ăn hai mẹ nữa anh em ạ Chứ đéo tham nữa Tham mình sợ tí là thua lại ấy, anh em Thôi nghĩ thôi Bây giờ làm tốt nha mai anh em khi thắng nhờ rụt hết cho mình anh em ơi Thôi bye anh em nha